Sáng ngày 24 tháng 9, ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang cử các tổ công tác đến thống kê các nhà dân bị thiệt hại do trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân tại xã Tam Tiến vào tối qua. Lốc xoáy khiến 14 nhà người dân và một trường học bị tốc mái một phần, cây cối ngã đổ, hư hại nhiều tài sản, tôn văng vào đầu khiến một người dân bị thương nhẹ. Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành đã thành lập đoàn công tác đến các hộ bị thiệt hại để động viên tinh thần người dân, đồng thời kiểm tra mức độ thiệt hại để có hướng khắc phục và lên danh sách hỗ trợ cho người dân. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 9, 15 cán bộ thuộc đồn biên phòng Tam Thanh và lực lượng đoàn thể địa phương đã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Trước đó, tối ngày 23 tháng 9, một cơn lốc xoáy trên địa bàn thôn Lan Châu Nam, xã Duy Phước làm tốc mái toàn bộ dãy phòng hành chính và hội trường của trường tiểu học số 1 Duy Phước, hội trường nhà văn hóa xã, gây ngã đổ cổng chào nhà sinh hoạt văn hóa thôn Lan Châu Nam. Nhiều nhà trên địa bàn xã Duy Phước bị tốc mái hư hỏng một phần. Tại Quảng Ngãi, sáng nay, ông Lương Kim Sơn, Bí thư huyện ủy Bình Sơn cùng Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại sau trận lốc xoáy. Huyện Bình Sơn đã trao hỗ trợ 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn, mỗi nhà 2 triệu đồng, hỗ trợ 16 triệu đồng cho các hộ có nhà bị tốc mái hư hỏng còn lại. Hiện tại, đoàn thanh niên xã Bình Đông, dân quân xã cùng người dân địa phương ra quân dỡ dọn mái tôn, ngói, xà gồ, gạch bị sập.